Tôi chào mừng các bạn học sinh lớp 1 trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi đến với lớp học từ xa ngày hôm nay. Cô rất vui cùng đồng hành với các con trong tiết tập đọc. Mời các con quan sát một bức tranh và cho cô biết tranh vẽ gì nhé. Đúng rồi, tranh vẽ một con mèo đang đứng nhìn một chú sẻ bay đi. Hôm nay cô và các con đã học một câu chuyện kể về mưu trí của một chú sẻ. Chú sẻ này đã gặp nạn gì? Chú đã nghĩ ra cách gì để mình thoát nạn? Các con hãy cùng đọc truyện để biết gì đó nhé. Và bài hôm nay chúng ta học trong tiết tập đọc này là Mưu chú sẻ. Các con hãy mở sách tiếng Việt trang 70. Theo dõi và lắng nghe cô đọc nha. Mưu chú sẻ. Buổi sớm, một con mèo chộp được một chú sẻ. Sẻ hoảng lắm, nhưng nó nén sợ, lễ phép nói: Thưa anh, tại sao một người sạch sẽ như anh trước khi ăn sáng lại không rửa mặt? Nghe vậy, mèo bèn đặt sẻ xuống, đưa hai chân lên, vuốt râu, xòa mép. Thế là sẻ vụt bay đi. Mèo rất tức giận, nhưng đã muộn mất rồi. Cô mời các con đọc lại. Để các con đọc được tốt hơn, cô và các con cùng luyện đọc nhé. Đầu tiên, cô và các con cùng luyện đọc và giải nghĩa từ nhé. Cô có từ chộp. Khi đọc, các con lưu ý giúp cô vần tốt chộp. Mời các con đọc một lần nữa nào. Để biết được là như thế nào, cô mời các con xem một đoạn phim nha. Chuột là tóm, vồ, bắt giữ lấy một cách nhanh gọn. Cô có từ thứ hai, hoảng lắm. Khi đọc từ này, các con lưu ý giúp cô gần oan, dấu hỏi. Trong tiếng hoảng, âm L vần âm trong tiếng lắm, hoảng lắm. Mời các con đọc. Hoảng lắm là sợ lắm. Từ thứ ba, nén sợ. Khi đọc, các con chú ý vần em trong tiếng nén, âm sợ trong tiếng sợ, nén sợ. Mời các con đọc. Nén sợ là kìm nỗi sợ lại.
Tiếp theo cô có từ lễ phép. Khi đọc, các con lưu ý cho cô âm L dấu ngã trong tiếng lễ. Lễ phép. Lễ phép là như thế nào? Cô mời các con xem một đoạn phim nha. Dạ, em chào thầy ạ. Thầy chào em ngoan lắm. Dạ, con chào mẹ. Tối qua ngủ ngon không con gái? Dạ, con ngủ ngon ạ. Dậy thôi, con trai ơi. Dậy ăn sáng đi, đừng ngủ nướng nữa. Nếu không, con sẽ bị trễ học đấy. Dạ, con dậy ngay đây mẹ ơi. Con dậy rồi nè mẹ. Lễ phép là cách cư xử chuẩn mực của với người khác. Ở trường khi gặp các thầy cô giáo, các con phải chào hỏi. Ở nhà nói chuyện với ông bà, cha mẹ, các người lớn, các con phải chào thương. Từ tiếp theo, sạch sẽ. Khi đọc từ này, các con lưu ý âm sờ trong tiếng sạch. Âm sờ dấu nhẹ trong tiếng sẽ. Sạch sẽ. Cô mời các con đọc. Từ kế tiếp cô có rửa mặt. Khi đọc từ rửa mặt, các con lưu ý cho cô âm r trong tiếng rửa, quần áo trong tiếng mặt, rửa mặt. Mời các con đọc một lần nữa. Tiếp theo cô có từ vuốt râu. Khi đọc các con lưu ý vần út trong tiếng vuốt, vần âu trong tiếng râu, vuốt râu. Mời các con. Tiếp vuốt. Đọc tiếng vuốt, các con lưu ý cho cô vần út, vuốt. Mời các con đọc một lần nữa. Vuốt là diễn ra một cách nhanh và đột ngột. Từ kế tiếp, tức giận. Khi đọc từ này, các con lưu ý với cô vần ức trong tiếng tức, âm di vần âm trong tiếng giận, tức giận. Mời các con một lần nữa nào. Để đến cô có từ muộn mất. Khi đọc các con lưu ý giúp cô vần uôn trong tiếng muộn, vần ấp trong tiếng mất, muộn mất. Mời các con đọc. Bây giờ các con cùng cô đọc lại nhé. Chột hoảng lắm, nén sợ, lễ phép, sạch sẽ, rửa mặt, vuốt râu, vuốt, tức giận, muộn mất. Mời các con đọc lại một lần nữa. Sau khi các con đã định đọc từ, cô trò mình đến với phần luyện đọc câu nha. Mưu chú sẽ. Chúng ta bắt đầu luyện đọc nha. Câu 1. Buổi sớm, một con mèo chộp được một chú sẽ. Khi đọc, các con chú ý cách nhắc miệng hơi để mình đọc được tốt hơn nha. Mời các con nghe lại. Buổi sớm, một
con mèo chộp được một chú sẻ. Mời các con đọc. Một lần nữa. Câu 2. Sẽ hoảng lắm, nhưng nó nén sợ, lễ phép nói. Sẽ hoảng lắm, nhưng nó nén sợ, lễ phép nói. Mời các con đọc. Một lần nữa nào. Câu 3. Thưa anh, tại sao một người sạch sẽ như anh trước khi ăn sáng lại không rửa mặt? Thưa anh, tại sao một người sạch sẽ như anh trước khi ăn sáng lại không rửa mặt? Cô mời các con đọc. Một lần nữa. Câu tiếp theo. Nghe vậy, mèo bèn đặt sẻ xuống, đưa hai chân lên, vuốt râu, xoa mép. Nghe vậy, mèo bèn đặt sẻ xuống, đưa hai chân lên, vuốt râu, xoa mép. Mời các con đọc. Thế là sẽ vụt bay đi. Thế là sẽ vụt bay đi. Cô mời các con đọc. Một lần nữa. Câu cuối cùng. Mèo rất tức giận nhưng đã muộn mất rồi. Mèo rất tức giận nhưng đã muộn mất rồi. Cô mời các con đọc. Một lần nữa. Đọc câu xong, chúng ta cùng luyện đọc lại nha. Bài mưu chú sẻ được chia làm 3 đoạn. Đoạn 1. Buổi sớm, một con mèo chộp được một chú sẻ. Sẻ hoảng lắm, nhưng nó nén sợ, lễ phép nói. Đoạn 2. Thưa anh, tại sao một người sạch sẽ như anh trước khi ăn sáng lại không rửa mặt? Đoạn 3 là phần còn lại. Nghe vậy, mèo bèn đặt sẻ xuống, đưa hai chân lên, vuốt râu, xoa mép. Thế là sẻ vụt bay đi. Mèo rất tức giận, nhưng đã muộn mất rồi. Bây giờ, chúng ta cùng luyện đọc đoạn 1 nha. Mưu chú sẻ. Buổi sớm, một con mèo
chộp được một chú sẻ. Sẻ hoảng lắm, nhưng nó nén sợ. Lễ phép nói. Cô mời các con đọc. Một lần nữa. Cô và các con sang tiếp đoạn 2 nhé. Thưa anh, tại sao một người sạch sẽ như anh trước khi ăn sáng lại không rửa mặt? Mời các con đọc. Một lần nữa. Tiếp cận 3 nhé. Nghe vậy, mèo bèn đặt sẻ xuống, đưa hai chân lên, vuốt râu, xòa mép. Thế là sẻ vụt bay đi. Mèo rất tức giận, nhưng đã muộn mất rồi. Mời các con đọc. Một lần nữa. Bây giờ mời các con cùng cô đọc lại trang bài. Mưu chú sẻ. Buổi sớm, một con mèo chộp được một chú sẻ. Sẻ hoảng lắm, nhưng nó nén sợ. Lễ phép nói, thưa anh, tại sao một người sạch sẽ như anh trước khi ăn sáng lại không rửa mặt? Nghe vậy, mèo bèn đặt sẻ xuống, đưa hai chân lên, vuốt râu, xoa mép. Thế là sẻ vụt bay đi. Mèo rất tức giận, nhưng đã muộn mất rồi. Cô mời con đọc lại.
cô và các con vừa luyện tập xong. Bây giờ chúng ta sang phần tìm hiểu bài nhé. Cô có câu hỏi số 1. Khi sẽ bị mèo chộp được, sẽ đã nói gì với mèo? Các con nghe lại câu hỏi nha. Khi sẽ bị mèo chộp được, sẽ đã nói gì với mèo? Trả lời câu hỏi này, cô có 3 đáp án. A. Hãy thả tôi ra. B. Sao anh không rửa mặt? C. Đừng ăn thịt tôi. Để tìm được câu trả lời đúng, cô mời các con đọc thăm loại đoạn 2 của bài nhé. Các con đã tìm được câu trả lời cho mình rồi, phải không nào? Chúng ta cùng kiểm tra đáp án nha. Khi sẽ bị mèo chụp được, sẽ đã nói gì với mèo? Cô có đáp án là D. Đây chính là đáp án đúng. Khi sẽ bị mèo chụp được, sẽ đã nói sao anh không rửa mặt? Các con lưu ý, khi trả lời câu hỏi khi sẽ bị mèo chụp được, sẽ đã nói gì với mèo, thì chúng ta cần phải trả lời tròn câu. Khi sẽ bị mèo chụp được, sẽ đã nói với mèo là sao anh không rửa mặt? Các con đọc lại câu trả lời nhé. Cô và các con sang tiếp câu hỏi số 2 nha. Sẽ làm gì khi mèo đặt nó xuống đất? Các con nghe lại câu hỏi. Sẽ làm gì khi mèo đặt nó xuống đất? Để trả lời cho câu hỏi này, các con hãy đọc thầm lại đoạn 3 của bài nha. Các con đã có câu trả lời rồi đúng không nào? Sẽ làm gì khi mèo đặt nó xuống đất? Khi mèo đặt sẽ xuống đất, sẽ hụt bay đi. Bạn nào có kết quả giống cô thì hãy cho mình một tràng pháo tay thật lớn nhé. Sẽ làm gì khi mèo đặt nó xuống đất? Khi mèo đặt sẽ xuống đất, sẽ vụt bay đi. Cô mời các con đọc lại câu trả lời. Chúng ta tiếp tục sang câu hỏi số 3 nha. Xếp các ô chữ thành câu nói đúng về chú sẻ trong bài. Cô có các ô chữ như sau: sẽ, thông minh, ngốc nghếch, nhanh trí. Để xếp các ô chữ thành câu nói đúng về chú sẻ trong bài, cô và các con đọc thầm lại bài mua chú sẻ nha.
Các con đã tìm được câu trả lời rồi. Giờ chúng ta kiểm tra kết quả nha. Câu nói đúng về chú sẻ trong bài là sẻ thông minh. Ngoài sẻ thông minh, chúng ta còn có sẻ nhanh trí. Nhờ thông minh, nhanh trí mà sẻ đã cứu mình thoát khỏi tay con mèo, đúng không nào các con? Cô và các con đã tìm hiểu bài xong rồi. Bây giờ mình đọc lại bài một lần nữa nha. Mưu chú sẻ. Buổi sớm, một con mèo chộp được một chú sẻ. Sẻ hoảng lắm, nhưng nó nén sợ, lễ phép nói: "Thưa anh, tại sao một người sạch sẽ như anh trước khi ăn sáng lại không rửa mặt?" Nghe vậy, mèo bèn đặt sẻ xuống, đưa hai chân lên, vuốt râu, xòa mép. Thế là sẻ vụt bay đi. Mèo rất tức giận, nhưng đã muộn mất rồi. Con đọc lại bài một lần nữa nha. Qua bài Mưu chú sẻ, ta thấy được sự thông minh, nhanh trí của sẻ đã giúp chú tự cứu mình thoát nạn. Và các con cũng phải nhớ, khi gặp một chuyện gì thì chúng ta cũng phải bình tĩnh để tìm ra cách giải quyết thật tốt nha các con. Tiết học của cô đến đây là hết rồi. Ở nhà, các con đọc lại nhiều lần bài Mưu chú sẻ, cũng như trả lời lại các câu hỏi của bài nhé. Xin chào tạm biệt các con. Chúc các con luôn chăm ngoan, học giỏi. Hẹn gặp lại các con trong các tiết học sau.